Năm nay 38 tuổi nhưng đã có 4 lần liên tiếp tham dự Olympic, từng đối đầu với những tay vợt hàng đầu thế giới, từng có lúc vào top 5 thế giới và luôn là tay vợt cầu lông nam số 1 Việt Nam. Anh cũng chính là người giành tấm huy chương thế giới đầu tiên và duy nhất của cầu lông Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại. Một ký ức không thể nào quên. Không biết là lúc đó là mình cái này là thật hay là mơ luôn á. Ký ức thể thao ngày hôm nay là ký ức của một tượng đài cầu lông Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh. Sự nghiệp của anh đã được tô điểm với rất nhiều những chiến thắng và những tấm huy chương. Và có một tấm huy chương mặc dù không phải là màu vàng, nhưng vẫn được ví là quý như vàng với Tiến Minh và thể thao Việt Nam. Một cột mốc lịch sử của cầu lông nước nhà. Tại giải cầu lông vô địch thế giới vào tháng 8 năm 2013 ở Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Tiến Minh đã đánh bại những đối thủ để tiến vào tứ kết gặp tay vợt Jürgensen của Đan Mạch. Khi đó thì Tiến Minh đã thi đấu rất kiên cường để lập kỳ tích trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên lọt vào bán kết giải vô địch cầu lông thế giới. Với thành tích này, Tiến Minh cũng đã giành được huy chương đồng, huy chương thế giới đầu tiên cho cầu lông Việt Nam. Không bao giờ quên được cái khoảnh khắc mà khi mà đạt được cái huy chương đồng ở cái trận tứ kết mà chiến thắng vận động viên Jürgensen của Đan Mạch. Lúc đó là mình mệt lắm rồi, mình cũng không nghĩ trong đầu được cái gì hết. Mình chỉ biết là cố gắng hết sức thôi. Không biết là lúc đó là mình cái này là thật hay là mơ luôn á. Mình cùng huấn luyện viên, mình trò chuyện, mình cười, mình vui mà. Vui cả đêm đó mình cũng không ngủ được. Thì khoảnh khắc đó thật sự là suốt cuộc đời mình không bao giờ mình quên luôn á. Rất là tuyệt. Tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tay vợt Việt Nam nào tái hiện được thành tích tương tự như của Tiến Minh. Cũng trong trận đấu với tay vợt Jürgensen của Đan Mạch năm 2013, Tiến Minh cùng với đối thủ của mình đã lập kỷ lục bằng một tình huống rally với 108 lần chạm vợt. 8 năm đã trôi qua, những cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua vậy. Trời ơi, lúc đó nó mệt mà không thể nào mà coi như là mình cảm giác lúc đó là mình thiệt cái mình cố hơn. Mình không tin là mình có thể làm những cái chuyện đó luôn. Bình thường mình không bao giờ đánh được cái pha lâu đâu. Nhưng mà mình nghĩ bây giờ tới cuối rồi, chết mình cũng phải đánh nữa. Mình như là mình cắn răng luôn á, mình không thể nào mình bỏ được, tại vì mình sắp thắng rồi mà mình không thể nào buông được. Nhiều bạn thì nhớ cái trận đó nhiều nhất. Lúc nào gặp đi trên thế giới hay là đi đi ra ngoài thì nhiều bạn cứ gặp mình cứ nói là cái pha cầu đó nó hay, nó đã, thì làm cho mình nhớ thêm thôi. Đạt được cái huy chương đồng thế giới á, thì có một số người mà trên liên đoàn cầu lông thế giới á, tới gặp mình chúc mừng mình và cũng nói là bạn đã làm rằng như là những cái chuyện mà gọi là xuất sắc nhất của bạn rồi, thì bây giờ bạn tiếp tục chơi cầu lông á, thì coi như bạn hưởng thụ nó. Nói thiệt á, cho dù mình có bây giờ mình có lớn tuổi hay là lúc đó đi nữa, mỗi lần mình tập luyện hay mình thi đấu á, thì mình cũng sẽ cố gắng mà hết sức á, mình không bao giờ mình bỏ cuộc, chứ mình không có suy nghĩ là thôi như vậy á, mình đánh như vậy là hay rồi, mình đủ rồi, bây giờ mình cái tập vui vẻ đã gọi là thể thao chuyên nghiệp á. Khi mà mình bước ra sân á thì người ta đâu có coi người này lớn tuổi hay mập lùn gì ốm gì đâu, mình phải cố gắng liên tục. Còn cái chuyện mà thắng thua thì nó tính sao. Ý chí và sự kiên trì luôn song hành cùng Tiến Minh trên mọi bước đường của sự nghiệp. Chẳng thế mà trang chủ của Liên đoàn Cầu lông Thế giới đã từng có bài đăng là tay vợt cầu lông nhiều tuổi nhất ở Olympic Tokyo 2020 không phải là vấn đề lớn đối với Tiến Minh. Anh ấy xuất hiện lần đầu ở Bắc Kinh 2008 khi mà Kento Momota mới chỉ 13 tuổi. Hãy giơ một cây vợt lên vì Tiến Minh như một hành động thể hiện sự ngưỡng mộ đối với anh. Với rất nhiều tay vợt trẻ, Tiến Minh chính là thần tượng, là nguồn cảm hứng để đến với cầu lông. Mình cũng đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều bạn trẻ là người Việt Nam mình cũng có thể mà đánh thi đấu quốc tế, cũng có thể dự Olympic này nọ. Nói chứ muốn dự Olympic cũng đâu phải dễ đâu. Thì mình hy vọng là các bạn vận động viên trẻ sau này á thì sẽ có điều kiện hơn mình hồi xưa á, thi đấu những cái giải đó, những thành tích thì tốt hơn mình, để cho mà người hâm mộ Việt Nam sẽ tự hào hơn nữa. Hạnh phúc đồng hành qua những trận đấu, qua những chiến thắng, qua những ký ức về tấm huy chương đồng thế giới mà có lẽ là phải rất lâu nữa thì cầu lông Việt Nam mới có thể lặp lại. Ký ức thể thao ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ này ngày mai trên kênh VTV3.